mít dương đổ ngay chỗ nào ấy vô. À, kéo cái này xuống dưới đây là tự động nó ấy, cái thằng là đổ qua mấy cái bông cũng được, nó vô cái thang này dưới. Yeah. Nó có để cho mình chế bao nhiêu thuốc á, rồi xong rồi mình bỏ nước nóng vô. Dạ. Yeah. Anh thì anh để lên chừng thôi. Nhưng mà giống như nó chạy xong rồi nước nó cũng quay ngược trở lại cái bình luôn không anh? Nó dơ rồi cái mình đổ đi thôi. Ừ. Nó chạy thì nó cái này nó phun ra. Yeah. Còn cái bình kia là hút vô cái bình dơ. À là cái bình 30 đổ là cái bình dơ. Yeah. Chừng một khắp thôi mà. Dạ. Mình chế nhiều cho nó đợi lâu lâu mình nó làm rồi. Cái nước này anh mua ở đâu? Trong Home Depot hả? Cái này cái máy này lô nó cho mướn rồi bán luôn cái này. À. Nhưng mà nó bán mắc lắm. Anh mua trên mạng thì rẻ hơn. Dạ. Ừ. Mua Amazon nó rẻ hơn. Cái này nó cho mướn theo ngày hay là theo giờ? Như là 4 tiếng, 4 tiếng 8 tiếng. Một ngày nó hình như khoảng 50 đồng. 50 đồng nha. Cho mướn quyền lô. Còn chai này khoảng chai nhỏ thì nó bán như 20 mấy đồng. Yeah. Còn chai này bự thì khoảng 30 mấy 40. Yeah. Ở trên mạng nó bán có 20 mấy đồng. Để cho nó lên cái level của nó ngay đây. Cái yeah. Nước lên tới đây là đủ. Yeah. Cái này là nước dơ, nó xúc xong nè, nó vừa bỏ lên vậy thấy không? Kéo này lên đã lóc lại nè, thấy không? Cái này xuống dưới đây, thì bỏ ra. Cái nước dơ nó nằm dưới đây nè. Đó, nè. Yeah. Bỏ xuống dưới đây, đập cái này qua. Yeah. Cái này nước xả trên đây, bỏ vô đây. Xong ấy vậy, vậy xong rồi. Chưa? Yeah. Bật cái, nó càng này bật xuống dưới đây. Ở đây là cái on and off switch ngay đằng sau đây. Hình như mình chưa có trà nó không anh? Đáng lẽ mình phải trà nó mới... Sao em? Cái đó hình như nãy mình chưa có trà nó không? Dạ, nãy chưa có trà. Dạ. Được thôi. Dạ. Đó chưa? Ờ ha. Giờ mình trà cũng được. Hay là đợi mấy phút sau á. Ừ. Để trà. Để cho nó tan. Dạ, nó vô nè. Anh mình có cái loại dung dịch để mình trà. Giống như mấy cái nào mà nó nhiều quá hoặc là nó đậm quá đó thì mình trà bớt. Còn cái máy này thì nó chỉ làm cho sạch thôi. Những cái nào mà nó dính mà nó ố nhiều quá đó, lâu ngày á, thì mình xịt cái đó vô xong mình lấy bằng chải mình chà. Nó ra bớt rồi cái máy kia nó chạy qua thêm lần nữa thì nó sạch hơn. Yeah. Khi mình chà liền nó không chưa có thấm. Làm như cái xét. Yeah. Cái kia thì nó đi được. Dạ. Yeah. Đợi 5 phút rồi. Yeah. Đợi chút xíu rồi chứ, để cho nó thấm mấy phút. Ngay chỗ này nãy mình chưa kịp quay nó có một cái
vết ố nước ngọt ở đây. Ngoài nó đỡ được 90%. Có nhiều cái chỗ mà nó bị ố lâu ngày á, hoặc là cái vết ố nó đậm quá thì nó khó ra. Cho nên mình nghĩ cũng tùy. Nếu như mà nước ngọt hoặc cà phê thì có thể nó dễ, mình chà liền nó dễ. Còn cái này mình để lâu ngày quá rồi. Nãy nóng ra, bây giờ mình sạch xong mình cho nó thấm khoảng 5 phút, 10 phút vậy, xong mình chà. Em thấy nó cũng mờ được chút xíu rồi. Ra hết mà ăn tùy chứ. đây bài bên bố rằng là tao không mắc bền nữa con. Covid nữa, thất nghiệp rồi, phải đi kiếm tiền. Cái đó cái nước lấy kéo mà sải. Thất nghiệp rồi chạy đi kiếm tiền hả? Nó không ra rồi, nó dính cái gì rồi. Hồi đó không biết nó rớt gì ha. Chạy nó dính cái đó, còn đó chắc là ri gì rồi, dễ gì nó ra. Dễ gì nó ra. Thấy cái màu mà dính đầu là ngu à? Dễ dính đầu. Không, tại lúc mà nó mới rớt xuống thảm mình chà liền thì nó ra. Cái gì mà lệt lệt thì nó còn ra nổi, nhưng mà những cái loại màu đó nếu mà mình chấm thuốc tẩy vô chắc nó tan rồi. Không, nó có cái loại riêng của nó cho thảm. Ra nổi, khô. Nó nhiều, có nhiều cái loại màu đó nó mà nó dính vô rồi là không ra nổi, cũng như cà ri á, cũng như cà ri mà nó dính vô cái áo trắng rồi phù cái loại đó công nhận dính này cái cà ri. Anh mình có một cái chai khác nữa, cái kia là dạng dung dịch, còn cái này dạng giống như là bột vậy. Để mình rắc lên dòng. Để vậy thôi hay là có chế nước lên không? Để vậy thôi. Tôi chà nó liền. Giống như xà bông bột vậy các bạn. Bỏ lên xong chà. Rồi cái nước này ăn rác da tay rồi, cái nước gì? Người ta rác là làm như axit. Đề quá. Axit. Màu công nghiệp rồi. Trước nó lại ra gần hết. Trước cái màu nước ngọt nó không có đậm. Cái màu nước ngọt màu thực phẩm mà nó hiền. Đến cái màu này nó màu gì. Đây là quá sạch rồi. So với lúc ban đầu là nó sạch hơn nhiều rồi. Mình mở cửa ra cho nó thoáng, tại vì cái mùi thuốc này giống như mùi thuốc tẩy vậy. Có cái máy thổi này mình hút xong rồi á, mình cho cái máy chạy qua, nó chạy cái thảm mình xong rồi, cái thảm mình nó còn ướt. Rồi mình dùng cái máy thổi này để mình thổi cho cái thảm mình nó mau khô hơn. Giờ mình đi đổ cái bình chứa nước dơ. Nãy mình nói lộn. Cái dung dịch thì nó nằm cái bình ở dưới, còn cái bình ở trên là nước dơ. Đẩy cái này qua anh. Dạ. Đẩy ra trước. Đẩy ra trước. Dạ. Nó có bọt cái nước xà bông. Anh mình nói tại vì nó có quá chất đồ nên mình đừng có đổ vô mấy cái cây đồ, kiếm đất trống rồi đổ vô. Ồ, nó có dính tóc vô nữa hả? Dạ. Nó hút lên luôn. Dạ.
bụi bặm luôn. Đóng lại dưới này tương đối cũng sạch đó. Dạ. Nhiều cái gì ẩm, ẩm lên nguyên một lớp. Chút nữa em nghĩ ra ngoài cái ngay chỗ trai quay xi măng á. Đổ đổ đó dễ thấy. Còn đổ đây tóc đồ tại nó có cái dụng cây của mình màu đen á. Mình đổ xuống mình nói có tóc thì nó cũng khó thấy. Ngoài trời đang nắng rất là đẹp. Hồi sáng này hơi lạnh lạnh nhưng bây giờ ấm trở lại rồi. Mình không biết là trời ấm hay là tại vì nãy nãy giờ đẩy cái đó. Một mình đẩy cũng không có dễ nha. Khá mệt á. Nãy mình nhìn thấy anh mình đẩy thấy nhẹ nhàng quá. Mình đẩy một mình đó. Không sợ. Có cái dưới đây nước ấm ở dưới đây nó chảy mạnh á. Lấy gì? Chà, lấy cái bình này dung dịch. Cái bình thuốc của anh á. Từng một cấp. Giờ mình sẽ tiếp tục đi lên trên lầu. Trên đây thì phòng nào nó cũng có thảm hết. Nhưng mà mình... hút cái cầu thang này nè. Dạ. Khi chờ đợi cái này nó hút áp vô. Cái này phải làm bằng tay chứ không phải bằng máy. À. Dạ. Nhưng mà mình có cắm như cái máy này luôn hả? Có, cắm luôn. Nó cũng giống như chức năng, nó cũng giống vậy. À. Cái đồ ấy bây giờ để mình hút những cái bậc cầu thang á, thì mình không có chạy được tại cái máy này nó cũng hơi cồng kềnh á.
vết tích này là lúc mà mình với lại em mình với lại anh Tý cắt cái bí ngô á, nó xong nó dính. Để cho nó thấm chút xíu nữa đi. Em đi công chuyện một tí à, anh trở về ha. Dạ. Thứ hai là hết nước thì mình đổ nước vậy là đổ khoảng 3 cấp, 2 cấp vậy thôi. À, hai chừng 2 cấp là được. 2 cấp. Ờ. Rồi đổ nước vô xong rồi chăm. Em nhớ là khi mà ấy ra đây thì nó kéo ra. Còn ra đây thì mình bứt cái đó ra. Dạ. Rồi chỉ vậy thôi. Chỗ này là không có đầy hả? Nói vậy. Ừ, nói vậy. Dạ. Em nhớ cái này mà ở chạy thì nó còn nước. Dạ. Còn nếu mà nó ngưng lại là nó hết nước ở dưới đây. Dạ. Tại dưới trên đây lúc nào nó cũng ít hơn dưới đây hết. Dạ. Tại vì nước nó còn động lại dưới á. Dạ. Ừ. Đi chút mà anh chị. Dạ. Dạ. Cảm ơn thầy. Cái bình để nó chứa nước thải. Còn cái bình này là để mình đổ cái dung dịch để mình tẩy cái chất dơ trong cái thảm của mình. Thì khi mà nó hết rồi thì mình phải đem đổ cái nước thải. Bây giờ mình sẽ đổ dưới đây để cho các bạn thấy là ở trong cái nước thải này nó có những cái gì nó lấy lên được từ cái thảm của mình. Hồi nãy mình đổ đằng kia, đổ xuống dưới đất thì mình khó thấy hơn. Bây giờ mình đổ lên cái mặt xi măng. Ở đây nó có cái gì, mấy cái sợi lông nữa, trong quần áo của mình, rồi tóc đồ cũng có nữa. Mình sẽ đổ nó ra. Cái nước này đặc biệt là nó có cái dung dịch tẩy á, nên mình đừng có chế nó lên cái cây hay cái bông của mình hết. Mình chắc nó ra nè. Các bạn có thể thấy những cái bãi dơ của nó.
chủ yếu là mấy cái cọng lông tơ, có thể đây là cái lông từ cái thảm luôn cũng có thể vậy, hoặc là lông từ quần áo của mình, rồi tóc của mình nó cũng rụng ở đây nữa, rồi những cái bụi gì á, cát đất đồ mà nó ở dưới sâu ở dưới thảm của mình á thì nó cũng hút lên luôn. Có thể nói cái máy này nó là mình gọi là gì, điếc là sâu á, làm sạch sâu ở dưới. Xong chưa rửa vậy? Còn làm nữa hả? Mới rửa cho nó sạch hả? Dạ đúng rồi. Chính để thôi nó nghẹt hả? Ờ dạ không, tại nó hết nước rồi mình. Giống như là mình chế cái mình phải cái chế cái lít xà bông vô đặng mình giặt á hả? Xong rồi nó sạch xuống cái thảm mình, xong nó hút ngược cho lên, nó hút xong nó hút vô đây nè. À. Nếu mà cái bình này hết rồi mình phải châm. Mình châm mình đổ cái nước dơ xả cái bình này. Ghê không? Thảm nó chạy ra đó hả? Cái bình mà để mình pha cái nước tẩy là nó có để chữ front ở trên. Rồi cái chỗ này là nó có hướng dẫn cho mình hết rồi. Ở đây nó ghi hướng dẫn cho mình rồi. Fill here là mình sẽ châm vô ngay chỗ này. Ngay chỗ cái giò nước của mình thì mình sẽ sử dụng nước nóng. Mình nghĩ càng nóng thì càng tốt. Cái dung dịch này nó dễ hòa tan hơn với cái nước nóng. Thì anh mình nói là khoảng chừng 2 cup cho cái bình này. Thì mình không biết cái bình này nó bao nhiêu ml nè. Nó có hướng dẫn ở đây nè. After fill the cap twice full tank of water, đầy nước luôn. Nhưng mà ở đây thì nó không có nói cái bình chứa này nó dung lượng bao nhiêu hết. Thì nó là sử dụng 2 after fill. Using cap on the tank, có nghĩa là nó kêu mình sử dụng cái hai cái cup của cái này, đúng rồi. Thế nhưng mà các bạn có chính xác luôn, chính xác cái loại này nó kêu mình sử dụng cái nắp của cái này luôn. Có nghĩa là sử dụng hai cái cup, mình đổ đầy hai cái cup này, là mình mở cái nắp nó ra luôn. Đó. Các bạn nhớ đeo vào tay nha, tại vì mình đang làm sạch ở trên thảm, mình đẩy nó thôi, mình không có đeo vào tay. Lúc mà mình chấm thì mình cũng quên nên không có đeo vào tay. Bây giờ mình sẽ đi gắn cái bình này lại trong cái máy. Mình không có biết người ta có kêu mình phải sắc lên, phải lắc lên. Em hút rồi. Hút rồi mới đẩy qua. Còn phía bên phòng của ba em nữa xong. Bên mẹ em. Bên đây. Bên mẹ em hút rồi, với ngoài đường em cũng hút luôn rồi. Thả ra, bóp. Nó đi hai lần rồi.
Vậy mình đâu có trả đâu anh Tư, ngày mai mình còn... Không, cái này máy của anh. Của anh luôn anh hả? Anh mua vậy. Ờ. Không phải trả đâu. Ngày mai thì qua nhà chị Linh, hút bên nhà chị Linh. À. Nhưng mà nếu mà mình mướn trong lô thì anh cũng nói nó có cái máy y chang vậy ha. Y chang vậy luôn. Nè. Em cũng có hướng dẫn sơ sơ rồi nhưng mà thấy nó cũng dễ ha. Ở ngoài nó có dán mấy cái hướng dẫn cho mình. Ừ rồi. Đúng rồi. Nguyên mình lên YouTube nó cũng chỉ. Dạ. Yeah. Là sạch lắm rồi. Tại nhà em hút bụi nhiều á. Dạ. Nó mới vậy á. Tóc luôn quá trời. Rồi có phòng mẹ em với Ngọc á, tóc rụng nhiều. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Đó. Ủa cái bàn chải đó, nếu mình lật cái máy lên mình thấy cái bàn chải ở dưới không anh? Ừ. Đem ra. Rửa ngay chỗ đây luôn. Để mình rửa. Bấm cái này. Đánh mạnh bởi vậy mình nghe yeah. Feel nó nóng yeah. Cái này nó vừa hút bụi mà nó vừa giặt thảm luôn, có nước tẩy nữa. Em tôi giặt được mà cho nhà của ai rồi? Ờ, nhà, chỉ ở nhà của anh thôi. Dạ. Ừ. Mai giặt cho nhà chị Linh, nhà chị Hư. Dạ. Ừ. Cái này nó để máy commercial ha. Này cho chắc mấy công ty... cái quầy cắt lô nó cho mướn, nó mua cái loại này. Dạ. Nó có hai loại. Dạ. Cái loại mà dây thường như vậy, dây màu vàng thì cầm mớ xuống. Dạ. Đây là lần đầu tiên mới giặt cái thảm của mình. Mấy cái thảm thì cũng khó, mình chỉ hút bụi thôi. Còn những cái mà nó bám sâu dưới thì nhiều khi mình cũng không thấy, rồi mình cũng ấy luôn. Nhưng mà có cái này thì nó đỡ hơn. Tại vì có những cái hạt bụi mà mình cứ hít thở riết thì nó cũng không có tốt. Nên giặt cho cái nhà cửa mình nó sạch sẽ. Dễ xài. Dạ. Nếu mình ít dùng mình ra luôn, mình mướn nó ngày cũng được. Dạ. Giờ em biết rồi, chắc cỡ để lâu lâu. 6 tháng hàng năm vậy. 6 tháng là xuống dưới đó bánh. Dạ. Dạ. Lâu lâu muốn chạy lại. Dạ. Ừ, chia đồ tới đâu rồi? Bỏ nó bận vừa quá. Vừa, cái nào cũng ok hả? Tướng buông thượng thương bằng tướng hút mình. Máy thở này cũng của anh luôn hả? Ừ, cái máy thở. Máy này mua để cầm đồ. Dạ. Mua máy. Nhưng mà nãy anh chở lên tưởng mấy cái này là mình mướn không. Đặt coi mấy con phán. Mấy cái này là công suất lớn. Mình có công ty hay là mình có tiệm hay gì mình mới sử dụng mấy cái máy lớn này mình thổi, chứ nếu mà ở nhà mình thì cũng ít khi dùng. Nãy anh mình đem lên tưởng là mướn không.